Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị Ủy ban Bảo vệ Môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét lại tác động môi trường của dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, phố trên sông của công ty Toàn Thành Phát đối với vùng hạ lưu sông Đồng Nai, đặc biệt là việc khai thác nước thô cung cấp cho Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy hoạch cấp nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã được chính phủ phê duyệt, sản lượng nước thô cung cấp cho hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh từ sông Đồng Nai khoảng 2,5 triệu mét khối trên một ngày đêm. Tuy nhiên, việc lấn sông Đồng Nai như dự án trên có thể làm thay đổi dòng chảy, gây ảnh hưởng đến việc khai thác nước thô cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và môi trường khu vực hạ lưu nói chung. Trước đó, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sawako cũng đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với các cơ quan liên quan trước những lo ngại về dự án lớn sông Đồng Nai làm ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nước cho thành phố Hồ Chí Minh. Trong kiến nghị này, Sawako cho biết hiện nay dọc sông Đồng Nai có nhiều nhà máy nước đang lấy nước thô, xử lý cung cấp lại cho người dân thành phố Hồ Chí Minh như nhà máy nước Thủ Đức 1 công suất 750.000 m khối trên ngày đêm, nhà máy BOO Thủ Đức công suất 300.000 m khối ngày đêm, nhà máy nước Bình An công suất 100.000 m khối trên một ngày đêm. Ngoài ra dự kiến trong tương lai còn có các nhà máy nước Thủ Đức 3, 4. Khi đó lượng nước thô từ sông Đồng Nai chiếm 68% trong tổng sản lượng nước cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai thực tế là lấn sông trong phạm vi trải dài theo sông 1,3 km, rất gần với các trạm bơm lấy nước thô của các nhà máy. Sao Cô cho rằng việc lấp một phần sông Đồng Nai sẽ làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái của nước sông, ảnh hưởng đến vành đai thu nước và công trình thu nước thô của các nhà máy nước.